Người nhiễm Omicron có thể lây bệnh cho người khác trong 6 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người bị nhiễm biến thể Omicron có thể lây bệnh cho người khác trong vòng trung bình trong 6 ngày, đôi khi có trường hợp lâu hơn. Tạp chí Medscape dẫn một nghiên cứu mới đây cho biết bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 vẫn có thể lây lan bệnh cho những người đã nhiễm các biến thể trước. Đó và thời gian trung bình lây lan ít nhất là 6 ngày. Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu của 56 bệnh nhân mới mắc COVID-19, trong đó có 37 người nhiễm biến thể Delta và 19 người nhiễm Omicron. Tất cả các tình nguyện viên đều có các triệu chứng nhẹ giống như cúm và không ai phải nhập viện. Tiến sĩ Ami Basak ở Bệnh viện Đa khoa Massachusetts tại Boston, đồng tác giả của công trình nghiên cứu trên, cho biết, trung bình, những người tham gia nghiên cứu không còn virus sau khoảng 6 ngày kể từ khi có xét nghiệm dương tính. Tuy nhiên 25% các trường hợp vẫn tiếp tục lây lan virus trong hơn 8 ngày. Theo ông Basak, dù không biết chính xác cần một lượng virus bao nhiêu để truyền bệnh cho người khác, nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy những người bị nhiễm COVID-19 nhẹ có thể lây bệnh cho người khác trong vòng trung bình trong 6 ngày, đôi khi có trường hợp lâu hơn. Trong một nghiên cứu khác công bố trên tạp chí Journal of Molecular Medicine, các nhà khoa học cho biết một loại thuốc phù mạch icatibant Pfizer của công ty dược phẩm Takeda của Nhật Bản mang lại nhiều hứa hẹn đối với điều trị COVID-19. Nhà nghiên cứu Adam Jetker của Đại học Kỹ thuật Munich khẳng định, thuốc icatibant đã giảm tải lượng virus một cách hiệu quả hơn 90% và bảo vệ các tế bào hô hấp của người nhiễm. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.